Nhưng rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nhân xin chia sẻ cách làm bánh da lợn nó cốt dừa dẻo mềm thơm béo với cách pha bột đơn giản và cái cách khắc phục để cho bánh da lợn của mình á, khi mình để lâu bên ngoài hoặc là mình cắt vào trong tủ mát á, bánh nó cũng không có lo bị cứng luôn. Và cách làm như thế nào á thì bây giờ Nhân mời cô chú anh chị mình cùng xem nha. Và để làm một bánh da lợn này thì trước tiên Nhân xin làm cái phần lá dứa trước nha các anh chị. Và ở đây thì Nhân dùng là khoảng 60g lá dứa tươi, hay còn gọi là lá nếp đó các anh chị. Lá dứa thì Nhân có cắt nhỏ ra rồi, để khi mình xay thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Tiếp theo thì Nhân sẽ cho thêm vô đây là 200ml nước. Bây giờ thì mình sẽ đậy kính lại và mình bắt đầu đi xay thôi. Xay lá dứa xong thì sẽ cho qua đây và mình lược để mình lấy lại cái phần xác ha. Và với món bánh da lợn này thì mình hấp trong thời gian dài thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái màu. Và để cho cái bánh da lợn của mình nó có màu tươi và đẹp hơn thì Nhi có cho thêm vô đây là thêm 1/4 muỗng cà phê hương lá dứa. Cái hương lá dứa này thì nó sẽ giúp cho cái bánh của mình nó có cái màu đẹp nè. Và khi mình hấp lên thì bánh của mình nó cũng rất là thơm luôn. Và cái hương lá dứa thì Nhi sử dụng là cái hiệu này nè các anh chị. Nếu mà nhà cô chú anh chị mình làm ở nhà ăn không quan trọng màu sắc thì mình khỏi cho vào cũng được ha. Cái màu lá dứa như vậy là xong rồi. Bây giờ thì Nhi sẽ đi qua trộn bột nha. Và tiếp theo thì Nhi sẽ nấu cái phần nước cốt dừa lên. Ở đây thì Nhi dùng là 300g đường. Và cái lượng đường này thì cô chú anh chị mình có thể gia giảm tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình ha. Đây là 1 muỗng cà phê muối. Nhi cũng cho vào đây luôn để cho cái bánh của mình nó được đậm đà hơn. Và đây là 300ml nước cốt dừa. Nhi cũng cho vào đây luôn. Và nước cốt dừa này thì Nhi vắt ra từ nửa ký dừa nạo, từ 500g dừa nạo. Cô chú anh chị mình vắt cho nó hơi đậm đặc một chút xíu ha. Để khi mình ăn thì cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn. Thay vì bình thường thì cái phần nước cốt dừa và đường thì mình sẽ trộn vào trong bột. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đun lên như thế này nè các anh chị. Để cho cái món bánh da lợn của mình khi mình để lâu hoặc là để qua ngày thì cái bánh của mình nó cũng không có bị ga dầu và nó bị hơi dầu nữa. Mình nấu cho cái hỗn hợp này của mình nó vừa nóng lên và nó tan đường, tan muối hết như vậy là được nè các anh chị. Như vậy là được rồi ha. Cô chú anh chị mình không cần phải đun lên cho nó sôi quá đâu ha. Giờ thì Nhi sẽ tắt bếp. Rồi Nhi sẽ để cái hỗn hợp này ở đây cho nó nguội hẳn ha. Và chút xíu nữa thì Nhi sẽ quay lại sau. Và để pha bột thì ở đây Nhi dùng là 150g bột năng. Nó khoảng cỡ một chén lưng như thế này các chú anh chị ha. Và đây là 50g bột gạo. Nó khoảng cỡ là nửa chén như thế này ha. Tiếp theo thì Nhi dùng thêm ở đây là 50g bột nếp nữa. Để cho cái bánh của mình nó dẻo và mềm hơn. Nó không có bị quá dai các chú anh chị ha. Bây giờ thì Nhi sẽ trộn lên cho nó đều. Trộn sơ bột xong. Tiếp tục thì Nhi sẽ cho tiếp cái phần nước cốt dừa đã nấu nè. Và cái phần nước cốt dừa này thì cô chú anh chị mình lưu ý giúp Nhi là mình phải để cho thiệt là nguội ha. Rồi mình mới cho vào. Nhi sẽ cho nó vào đây từ từ. Rồi mình trộn lên cho cái bột của mình nó đều ha. Và với công thức này của Nhi thì Nhi chỉ làm khoảng là một cái nhỏ thôi. Nếu mà cô chú anh chị mình làm nhiều thì cứ nhân đôi công thức này lên giúp Nhi nha. Trộn đều hỗn hợp xong thì bây giờ Nhi sẽ chia cái phần bột này ra làm hai phần bằng nhau ha các anh chị. Phần bột thì Nhi cũng đã chia đều ra hai tô hết này các anh chị. Tiếp tục thì Nhi sẽ thêm màu vào các anh chị ha. Và với cái phần màu trắng này thì Nhi sẽ thêm vô đây là 100ml nước cốt dừa. Nhi sử dụng nước cốt dừa để cho cái bánh của mình được béo và thơm hơn. Nếu mà cô chú anh chị không có thì có thể thay bằng nước lọc bình thường ha. Và tương tự thì cái phần màu xanh lá dứa này thì mình cũng cho vào đây khoảng 100ml luôn nha. Rồi mình cũng trộn đều lên. Rồi, và hai cái phần bột này thì bây giờ Nhi sẽ để cái đây cho nó nghỉ khoảng 15 phút ha. Rồi trong lúc này thì Nhi sẽ đi chuẩn bị cái phần sửng hấp và nồi hấp. Hấp nãy giờ thì cái khuôn của mình nó bắt đầu nó nóng lên này các anh chị. Bây giờ thì Nhi sẽ cho bột vào ha. Rồi cái khuôn này thì Nhi có thoa lên đây một xíu vô ăn rồi. Để khi mình lấy bánh ra thì nó dễ hơn ha, nó không có bị dính. Bây giờ thì Nhi sẽ cho bột vào. Nhi cho vào đây là khoảng nửa chén bột. Tùy theo cô chú anh chị mình thích ăn cái bánh của mình nó dày hay mỏng thì mình có thể điều chỉnh lại ha.
À, cho bọc vào xong thì bây giờ Nhiên đậy kín lại. À, với cái lớp này thì Nhiên sẽ hấp trong vòng là khoảng 5 phút. À, và Nhiên sẽ để mức lửa vừa ha. Hấp lớp thứ nhất xong, tiếp tục thì Nhiên sẽ đổ cái lớp tiếp theo vào. Và cái lớp tiếp theo này thì Nhiên cũng cho vào đây là khoảng nửa chén luôn ha các anh chị. Và kể từ cái lớp thứ hai này trở đi á, thì mỗi lớp á, cô chú anh chị mình cứ cộng giúp Nhiên là thêm khoảng 1 phút nữa ha. À, với cái lớp này thì Nhiên sẽ hấp trong vòng là khoảng 6 phút. À, trong lúc mà mình hấp á, thì lâu lâu cô chú anh chị mình mở nắp ra rồi mình xả hơi này đi ha. À, và mình sẽ lau đi cái phần nước ở trên nắp như thế này nè các anh chị, để cho cái phần nước này á, nó không có bị gớt vào trong bánh của mình á. Bột khi mà cho vào á, thì cô chú anh chị mình nhớ quậy lên cho nó đều. Và tương tự thì mình làm cho đến hết luôn nha. Và ở cái lớp cuối cùng này thì Nhi sẽ hấp trong khoảng thời gian là 20 phút ha các anh chị. À, để cho bánh của mình nó được chín kỹ đó. Bánh Nhi hấp được 20 phút rồi. À, khi mình nhìn vào á, thì Nhi thấy bánh nó trong rồi. Và lúc này thì cái mùi bánh rất là thơm luôn. Rất là thơm của mùi lá dứa các anh chị ha. À, bây giờ thì Nhi sẽ nhắc bánh xuống. Rồi Nhi sẽ để cho cái bánh thì lạnh nguội ha. Rồi khi nào bánh nó nguội hẳn thì Nhi sẽ cắt cho cô chú anh chị mình xem. Phần bánh da lợn này Nhi để bên ngoài cũng được vài tiếng nè các anh chị. À, bánh bây giờ nó cũng đã nguội hẳn rồi. À, giờ bánh nó cũng xe lại hết nè các anh chị. Bánh khi mà mới hấp xong thì cô chú anh chị đừng có vội mình ăn liền ha. À, tại vì lúc đó cái bánh của mình nó còn hơi mềm, hơi dẻo á. Cô chú anh chị mình để nguội cho nó hơi lâu một chút xíu thì cái bánh của mình nó sẽ mềm mà dai hơn nha. À, khi mà hấp bánh thì cô chú anh chị mình cho thêm một chút xíu hương lá dứa thì cái bánh cái màu của mình rất là tươi luôn. Đây cô chú anh chị, cái lớp nó rất là đều và đẹp luôn. Bánh này thì mình cũng vừa mới làm xong nên cái bánh bây giờ thì nó rất là thơm luôn. À, nó có cái mùi thơm thơm nhẹ của lá dứa nè và cái mùi thơm của nước cốt dừa rất là hấp dẫn luôn. À, mình ăn thì mình sẽ cắt ra cho nó nhỏ nhỏ như thế này. À, do lúc mà pha bột á thì Nhi có cho thêm một xíu bột nếp vào á, cho nên cái bánh của mình bây giờ nó rất là mềm luôn. Đây, bánh hoàn toàn khô gáo, ngon lắm luôn. Đây này các anh chị, bánh nó vừa dẻo vừa mềm và nó có độ dai rất là vừa phải. À, khi mình ăn bánh này thì nó có cái vị ngọt rất là thanh. À, bánh thì nó béo béo thơm thơm, cái vị của lá dứa, ăn ngon lắm luôn các anh chị ơi. Ăn cũng không có hề bị ngán đâu. À, với món bánh da lợn này thì sẽ rất là thích hợp khi mà nhà mình có đám hoặc là tiệc nè, hoặc là có những buổi mình tụ họp anh em bạn bè đến chơi á, thì mình làm món này mình đãi khách á, thì rất là tiện luôn. Món bánh da lợn này thì làm vừa rẻ nè mà lại còn dễ làm nữa. À, nếu mà cô chú anh chị mình có thời gian thì cùng làm thử nha. Vậy nhưng chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video sau.